Hello các anh chị và các bạn. Hôm nay Kinh Mèo Hay chia sẻ một cái app, một cái phần mềm dùng trên điện thoại rất là hay nha. Có thể nói đây là một siêu thông dịch viên. Có thể dịch được hơn 130 ngôn ngữ rất là nhanh chóng. Và nó góp phần giúp cho cái công việc nè, giúp cho những cái chuyến du lịch nè, giúp cho việc học tập rất là thuận lợi. Rồi chúng ta cùng tìm hiểu phần mềm nhé các bạn. Đối với các cái máy Samsung thì chúng ta vào cửa hàng Play ha. Còn đối với các cái iPhone, chúng ta vào App Store là được. Cái giao diện nó cũng tương tự nhau. Thì chúng ta tìm hiểu trên cái Samsung là có thể sử dụng được rồi ha. Ví dụ đây vào cửa hàng Play. Đó, sau đó chúng ta vào ô tìm kiếm. Chúng ta đánh vào Google dịch. Chúng ta thấy biểu tượng chữ G với chữ nữ giống chữ Hán vậy đó. Thì chú ý chính xác cái tên của nó phải là Google dịch. Tại vì khi mà các bạn tìm cái lệnh này thì nó ra này rất nhiều nè. Có chữ A với cái chữ giống chữ nữ của tiếng Tàu vậy đó. Đó rồi cũng có chữ G nhưng mà cái tên nó khác, đi dịch ngay bây giờ gì đó, nhiều lắm. Đó thì cái mẫu như vậy, nó na ná ná cái biểu tượng vậy. Thì chúng ta chú ý là nếu mà nó chính xác vậy thì chúng ta nhấn cài đặt. Cài rất nhanh. Rồi xong, 100% rồi đó. Rồi. Chúng ta có thể mở được nhưng mà vào đây ha, thoát ra ha. Đó, thoát ra rồi kiểm tra trên máy. Đây chúng ta thấy nó đã cài đây, biểu tượng của nó đây. Rồi chúng ta sử dụng nha. Đây, muốn sử dụng thì chúng ta cứ nhấp vào. Đây là giao diện, ở trên này gọi là có cái phần gọi là Google dịch. Đây là nhập văn bản. Ở dưới này ngôn ngữ mặc định là hai ngôn ngữ Anh và Việt. Có nghĩa là nếu chúng ta nói tiếng Việt, nó sẽ tự động dịch ra tiếng Anh và phát ra loa để cho người nước ngoài hiểu. Tới lượt ấn micro cho người nước ngoài phát. Thì sau khi nó nghe người nước ngoài phát tiếng Anh, thì nó tự động dịch ra tiếng Việt cho chúng ta hiểu. Rồi chúng ta lại bắt đầu ấn micro và nói tiếng Việt, thì nó lại dịch ra tiếng Anh. Đó, cứ như vậy. Trong trường hợp chúng ta muốn thay đổi cái ngôn ngữ, có thể thay đổi, nhấp vào đây để thay đổi bất cứ cái ngôn ngữ nào trong hơn 130 ngôn ngữ mà chúng ta cần thay đổi. Ví dụ có thể thay thành tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan, tiếng Hà Lan, vân vân, tiếng Nhật, tiếng Campuchia, tiếng Trung gì đó, tha hồ. Đó, thì bây giờ ví dụ nha, chúng ta sẽ tìm hiểu các cái một cách tổ chức một cái cuộc hội thoại có thông dịch viên. Ví dụ là chúng ta đang cần nói chuyện với một người nước ngoài. Sau khi nhấp vào biểu tượng cuộc trò chuyện, nhấp vào tiếng Việt rồi nhấp vào micro nói, thì cái phần mềm nó sẽ lắng nghe chúng ta nói tiếng Việt và nó dịch ra tiếng Anh đó cho người người nước ngoài hiểu. Sau đó tới lượt người nước ngoài, chúng ta nhấp vào micro, nhấp vào bên chỗ Anh rồi nhấp vào micro nói, thì nó sẽ lắng nghe người nước ngoài nói chuyện bằng tiếng Anh và sau đó nó dịch ra tiếng Việt cho chúng ta nghe. Và cứ như vậy chúng ta có thể trao đổi qua lại để hoàn thành cuộc hội thoại. Rồi bây giờ chúng ta thử bắt đầu nha. Nhấn vào cuộc trò chuyện và nói tiếng Việt trước xem sao. Nè. Hôm nay là thứ mấy? What day is today? Đó. Nó đã dịch ra what day is today và nó phát âm cho cái người nước ngoài nghe. Sau khi nghe, Tâm sẽ trả lời. Để cho người nước ngoài trả lời thì chúng ta nhấp vào đây để nghe, để cho họ nói. Today is Monday. Hôm nay là thứ hai. Đó, nó đã dịch sang tiếng Việt cho chúng ta nghe. Rồi, tiếp theo chúng ta hỏi tiếp thôi, nói chuyện trao đổi thoải mái. Hôm nay thời tiết thế nào? How's the weather today? How the weather today? Ví dụ cái ông tiếng Anh ông trả lời.
It's very hot. Nó rất nóng. Tự động nó dịch ra tiếng Việt cho chúng ta nghe. Cái mũ này giá bao nhiêu tiền vậy? How much is this hat? Tới ông người Anh trả lời nè, nhấn vào tiếng Anh nha, yên lịch nha. $10. $10. Tự động dịch ra tiếng Việt. Đó thì chúng ta thấy là rất là ngon lành, rất dịch, trao đổi, rất là thông suốt. Và rõ ràng cái phần mềm này là một thông dịch viên rất ngon lành. Rồi, muốn thay đổi ngôn ngữ thì chúng ta nhấp vào đây ha. Đây, nhấp vào đây để thoát ra. Đó. Rồi nhấp vào chỗ Anh này nè. Đó, ví dụ du lịch qua Thái Lan chẳng hạn. Đây, chọn ngôn ngữ Thái. Sau đó nhấn vào cuộc trò chuyện và nói chuyện với người Thái. Chỉ tiếc là mình không có biết tiếng Thái cho nên nói ngược lại không có được để cho nó dịch ra tiếng Việt. Chúng ta thử vài câu tiếng Việt cho nó dịch ra tiếng Thái ha. Xin chào. Sawadee. Xin chào buổi sáng. Sawadee, I'm chào. Cái áo này bao nhiêu tiền vậy? Sưa tùa ní, ra khá thao rảy khá. Gần đây có quán cà phê nào không? Mì rán cà phê klay klay mãi. Đội bóng Thái Lan dạo này thế nào? Quân ní thìm thay bên nhẳng rầy bang. Năm nay có vào đá chung kết với Việt Nam không? Bì ní sẽ đây khâu trình gặp Việt Nam rửa mai. Dạ, chúng ta thấy là dịch rất là ngọt ngào, rất ngon lành ha. Rồi thoát ra. Dù chọn một nước khác, ví dụ vậy. Thì các bạn nếu biết tiếng nước ngoài thì chúng ta học, chúng ta nghiên cứu rất là tốt, rất là ổn. Đây, ví dụ tiếng Trung nha. Nói một vài câu phổ biến coi, nó trả lời, nó dịch thế nào. Rồi, nhấp vào cuộc trò chuyện. Rồi, nhấp vào tiếng Việt, nói tiếng Việt ha. Rồi, tiếp theo nhấp vào tiếng Việt, nói tiếng Việt cho nó dịch nha. Xin chào. Ni hao. Ni hao. Rồi, xin chào. Ăn cơm. Chi. Ồ, con chữ vậy. Ăn cơm là chi. Đi chợ. Chi thị trường. Tôn Ngộ Không. Sơn Vũ Khung. Tây Du Ký. Xí Yếu Chị. Thủy Hử. Sủy Hủ Truyện. Hồng Kông. Hồng Kông. Thượng Hải. Thượng Hải. Chúc mừng năm mới. Xin Niên Khoai Lơ. Trăm năm hạnh phúc. Bài niên xin phú. Bách niên giai lão. Bài niên lão liên hoa. Đầu bạc răng long. Không biết. Không biết nói có đúng không, dịch có đúng không. Bạn nào biết góp ý giùm nha. Đó, nhưng mà đại loại là dịch rất là nhanh. Nói tiếng Việt câu nào cũng dịch hết. Ví dụ đầu bạc răng long này không biết dịch đúng không á. Nhưng mà nói câu nào ra cũng dịch hết trơn. Rồng thiên đất Việt. Việt Nam Tổng Sơn Nhi. Việt Nam anh hùng. Việt Nam anh hùng. À, dịch hết á. Có điều mình không biết nó chính xác không hả các bạn. Nhưng nói chung về cơ bản là ví dụ như bên tiếng Anh là mình thấy là nó dịch hoàn toàn chính xác, ngon lành. Dịch xuôi, dịch ngược, đồ này kia rất là thuần thục. Cho nên mình nghĩ là đối với tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp rồi này kia thì nó sẽ dịch rất là ổn. Rồi, video hôm nay xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Rất mong là video sẽ đem lại điều gì đó thú vị cho các anh chị, các bạn. Cũng như là nó góp phần giúp ích cho các em, các cháu học sinh trong cái việc mà học ngoại ngữ cho nó đơn giản, nhẹ nhàng và nó thú vị hơn.
À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào.